Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có 92 trên 161 xã phường thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, chiếm tỷ lệ 57,1%. Hiện các huyện, thị xã, thành phố đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong tháng 4. Trong đó, huyện Văn Lâm có 11 trên 11 xã thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong tháng 3 năm 2024, đạt tỷ lệ 100%. Thị xã Mỹ Hào có 10 trên 13 xã, phường, đạt tỷ lệ 76,9%. Thành phố Hưng Yên có 13 trên 17 xã, phường, đạt tỷ lệ 76,4%. Đối với những đơn vị hành chính diện sát nhập, việc tổ chức đại hội sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nếu đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2024-2029 và xã khuyết chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thì phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy hoặc đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã cho đến khi hoàn thành sáp nhập. Trong 3 tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 31% so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách tháng 3 ước đạt gần 1.600 tỷ đồng, quý 1 năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng trên 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa trên 9.000 tỷ đồng, đạt 31,4% so với dự toán. Thuế xuất nhập khẩu trên 1.000 tỷ đồng, đạt 26% dự toán. Một số khoản thu nội địa như sau, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gần 9.000 tỷ đồng, đạt 35%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh gần 4.600 tỷ đồng, đạt 76%, thuế thu nhập cá nhân 500 tỷ đồng, tăng 37%. Đến ngày 31 tháng 3, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ mùng 2 tháng 4 với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi họp mặt gia đình trẻ rối loạn phổ tự kỷ mở rộng. Buổi họp mặt do đơn nguyên tâm bệnh phục hồi chức năng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức thu hút hơn 30 gia đình có trẻ tự kỷ. Tại đây, các gia đình được bác sĩ trao đổi 3 nội dung: trẻ tự kỷ và sự khác biệt trong phát triển, các nguyên tắc can thiệp trẻ tự kỷ và phương pháp giao tiếp tăng cường và thay thế cho trẻ tự kỷ. Các bác sĩ cho biết, trong điều trị can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Việc trẻ tự kỷ có tiến bộ hay không phần lớn phụ thuộc vào cách chăm sóc của gia đình. Việc cha mẹ nắm vững các kỹ năng cơ bản để dạy trẻ tự kỷ tại nhà giúp thúc đẩy tiến độ điều trị của bác sĩ và tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quá trình can thiệp. Huyện Phù Cử là một trong những địa phương của tỉnh Hưng Yên còn gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong trường học. Đến nay, huyện còn 6 trên 14 trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 6 trường mầm non trên địa bàn huyện Phù Cử chưa đạt chuẩn là các xã Đình Cao, Nguyên Hòa, Tống Chân, Tống Phan, Minh Tiến và Tam Đa. Nguyên nhân chủ yếu là các trường mầm non trên chưa có khu tập trung. Như trường mầm non Nguyên Hòa có tới 3 điểm trường ở các thôn La Tiến, Si Quý, Thị Giang. Trường mầm non Tống Phan cũng có 3 điểm trường ở các thôn Cát Dương, Hạ Cát và Tống Xá. Nhiều trường mầm non chưa đạt chuẩn đã làm ảnh hưởng tới công cuộc về đích nông thôn mới kiểu mẫu của nhiều xã. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định vị trí xây dựng trường mầm non tại khu tập trung. Chiều ngày 1 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến phố nối tỉnh Hưng Yên với yêu cầu dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần, chốt lại một số mốc thời gian quan trọng. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10 tháng 4 năm 2024, hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30 tháng 4. Hoàn thành dựng cột trước ngày 30 tháng 5, hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20 tháng 6 năm 2024 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hai dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn
và La Sơn Hòa Liên dự kiến được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe trong năm nay, tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng. Điểm thuận lợi là hai dự án Cam Lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m trong giai đoạn 1, do đó thời gian thi công chỉ khoảng 2 năm. Theo tính toán, cả hai cao tốc đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2018, sau đó phải nâng cấp lên 4 làn xe. Tuy nhiên, do không thu phí, hiện phần lớn xe tải nặng và xe container đã bỏ quốc lộ 1 để đi vào cao tốc, khiến cho tuyến đường này gần mãn tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 1 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận 32 trường hợp mắc ho gà tại 16 quận, huyện, thị xã, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh nào. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, số ca mắc ho gà tiếp tục ghi nhận rải rác, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Cụ thể, phần lớn bệnh nhân là trẻ em dưới 3 tháng tuổi, chiếm tỷ lệ 65,6%, chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, chiếm tỷ lệ 71,8%. Để phòng ngừa bệnh ho gà, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cần thực hiện đúng và đầy đủ khuyến cáo về tiêm phòng vaccine ho gà mũi 1 lúc trẻ 2 tháng tuổi, mũi 2, 3, 4 lần lượt khi trẻ được 3 tháng, 4 tháng và 18 tháng tuổi. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ hè năm 2024 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Như vậy, học sinh cả nước đa phần sẽ được nghỉ hè từ tháng 6, chính xác là sau ngày 31 tháng 5. Tùy theo kế hoạch của từng địa phương, thời gian nghỉ hè dài nhất là 3 tháng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan do triển vọng xuất khẩu và đầu tư công xấu đi. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2024 sẽ ở mức 2,8%, thấp hơn so với mức dự báo 3,2% được đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng của Thái Lan hiện đang phải đối mặt với một số thách thức trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất chịu ảnh hưởng của nhu cầu bên ngoài yếu và đầu tư công chậm lại do việc trì hoãn thông qua dự thảo ngân sách tài chính. Theo Ngân hàng Thế giới, du lịch và tiêu dùng cá nhân sẽ là động lực chính cho nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Trong khi đó, xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 5% trong năm nay nhờ thương mại toàn cầu thuận lợi. Ngày 1 tháng 4, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA thông báo tàu đổ bộ mặt trăng Slim của nước này một lần nữa chìm vào giấc ngủ sau khi lập kỳ tích sống sót qua đêm trăng cực lạnh thứ hai. Thông báo cho biết, trong khi tàu tạm dừng hoạt động, JAXA sẽ kiểm tra trạng thái của một số thiết bị bằng cách bật công tắc và thử nghiệm trọng tải. Mặc dù có một số trục trặc đối với camera đa tần, nhưng thiết bị này vẫn hoạt động. Camera này nhằm tìm kiếm một loại khoáng chất trên bề mặt của mặt trăng để phân tích, so sánh và đưa ra các bằng chứng cho giả thuyết về một vụ va chạm lớn. Tàu Slim đáp xuống mặt trăng hồi tháng 1 vừa qua và đạt được những mục tiêu cơ bản như tiếp đất chính xác, triển khai robot tự hành nhỏ, tiến hành một loạt các thí nghiệm khoa học và truyền những hình ảnh từ mặt trăng về trái đất. Mở rộng diện tích rừng được xem là một trong những giải pháp khí hậu giúp tăng mật độ cây xanh, hấp thụ carbon và chống xói mòn, sạt lở đất. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố chỉ ra rằng việc trồng cây ở những nơi không thích hợp có thể góp phần làm nóng lên toàn cầu. Trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature Communication, các nhà khoa học đề cập đến albedo, một hiệu ứng xảy ra khi tia nắng mặt trời chiếu vào một bề mặt và những tia này được quay trở lại không gian vũ trụ. Hiệu ứng này ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu theo một cách nhất định. Các nhà khoa học chỉ rõ ở một số địa điểm khi mật độ cây dày đặc lại khiến ít ánh sáng mặt trời được phản xạ trở lại vũ trụ, tức albedo thấp đi và hành tinh theo đó hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Các môi trường ẩm ướt, nhiệt đới như Amazon và lưu vực Congo có khả năng lưu trữ carbon cao và đây cũng là nơi có albedo thay đổi thấp, khiến chúng trở thành địa điểm lý tưởng để phục hồi độ che phủ rừng. Trong khi đó, các vùng đồng cỏ ôn đới và hoang mạc thì ngược lại. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.